bệnh quá một ngày ăn không được. Thôi họ bây giờ tưởng như là mình giả đò vậy, khổ lắm. Thầy ở trong đó mà thầy ở đây chỉ có nhờ cậu Hải với lại khách gần cho ai chứ không cháy. Nhưng mà giờ mà rủ cậu Hải không giúp đỡ nữa là thôi cháy chứ không có ai nhờ. Bệnh quặn mà biết họ nghĩ như mình giả đò vậy. Tôi bệnh hậu bệnh lâu lắm, hồi ở trong nó cũng rì á, run giờ cũng là mình run, tôi sợ bướu tự là ai đang run tay run chân đâu có lòm được gì. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay hãy đến thăm hoàn cảnh của ba bà cháu sống trong chuồng gà đấy quý vị ơi. Cũng rất là lâu rồi, hôm nay hãy đến thăm lại. Chắc cũng phải gần 2-3 tháng rồi quý vị ơi. Ở đây, hãy cùng chia sẻ con đường mà vô nhà ba bà cháu hôm nay quý vị ha. Con đường này rất là đẹp đấy. Quý vị còn nhớ là hồi xưa là đường này buồn lại đi rất là khó khăn đó quý vị. Hôm nay thì đường đi dễ hơn rất là nhiều. Ơi con chào bác. Con đi lên đây chút. Rồi đây là tới nhà ba bà cháu rồi quý vị ơi. Trời ơi nhà. Ơi chào ba bà cháu. Dạ, ôi trời ơi, quay theo theo dõi luôn con hả? Dạ, chắc đi kêu cụ về rồi đó. Hai đứa mới đi học về luôn hả bác? Bác lâu nay khỏe luôn chứ hỉ? Bệnh miết đây. Trời ơi, bệnh miết hả? Bệnh 3 ngày thì không ăn được. Trời ơi. Bắt đau gì hảo nhưng mà đi thấy ốm hơn nè. Đó, bệnh. Ừ, dâu ơi, sao cô không ăn được thôi. Tên gì con rồi? Đạt. Á? À, nhưng mà ở nhà là tên Đạt đúng không? Dạ. À. Ủa, bà đi cao nhưng mà ốm hỉ? Ăn uống có được không con? Nó thì ăn được mà điếc quá. Học hành sao? Dạ, học hành cũng được. Học hành cũng được hả? Điếc quá, cô mang vốn đây. Đi bữa nào đi khám bệnh đi. Không biết bữa nào đi sắp xếp cho chú kia chở đi luôn. Bé ơi. Châu. Vô đây. Ôi, hai đứa xe đạp của bằng con nấy hả? Mà anh đi có được cua bên trong rồi họ chở hắn, mướn họ chở 500 tháng. Ủa, mướn chở 500 tháng hả? Còn thằng này đi chai độ. Dạ. Hai đứa con là đi học chiều nay là mới về luôn đó hả? Đưa vợ cho chú coi nè. Đưa vợ cho chú coi thử hai đứa học như thế nào nghe. Đây nè, bắt tiền lấy chút cho sáng con, tối đang bật chúng rồi. Đấy. Wow, phòng này của ai đấy? Ngủ chung ba bà cháu ngủ trong đây hả? Ngủ chung cho đỡ sợ nhỉ. Sao nằm chính giữa hay nằm ở trong này nữa nè. Giờ có nhà có cửa là sướng rồi. Đa lòng bạch thuốc. Hai đứa này bị cao quá ha. Bạch thuốc để chỗ đầu giường cho thấy không? Dạ. Này bạch thuốc. Còn dưới này để đồ linh tinh nữa ha. Hai bàn học của anh cậu này hả? Có xe rồi, có bàn học rồi. Ráng lo học rồi chưa? Nghe. Dạ. Bạn này con biết chữ hết chưa? Biết chữ hết chưa? Con biết chữ hết chưa? Con ghép chữ được chưa? Con ghép được rồi mà. Ghép. À được rồi. Đem ra chú coi á. Đem ra chú coi thử. Nghe thấy à. Bà thi của con kìa. À, bà thi của con đâu? Mấy điểm con? 7 điểm á. Nghe không? Nói cho hai đi nói rồi nè. Cố gắng học cho giỏi nè con. Con đi ra ngoài này đi. À, bác ơi thì hôm trước là ngày 6 tháng 1 này ha. Là còn 17.831.000 nha. Đó, hôm trước con đi gửi cho bác được hàng Tết đó ha, là gửi 10 triệu, là còn 17.831.000. Bây giờ con gửi bác bao nhiêu, bác lấy bao nhiêu? 10 triệu thôi.
10 triệu ha. Để là 7 triệu đó. À, để là 7 triệu. Để lo cho mấy cháu ăn học nha. Dạ. Yeah. Để con. Để hai cái 200 biết đạn này. Dạ. Yeah. Nó ở đây bệnh tôi tới tôi dễ chết quá mà ngó tới. Bác có Phật phò hộ cho bác để nuôi hai cháu này chứ sao bác chết được. Ừ, biết không, đâu. Khó chết lắm, bác khó chết lắm. Bệnh miết này mà. Dạ, giờ thì ai cũng bệnh bác ơi. Để rồi con coi thử sao rồi con Tết này đâu có đi chợ đi về đâu. Dạ. Bị dịch của con lọc bị đó, về cỏ nhỏ. Ờ, bị Covid hả bác? Bị Covid, bị dương tính á. Dạ. Nè con rồi, bác này con dạ. Đó con gửi bác 10 triệu nghe. Đây này. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 6 7 8 9 Mình đi yên. Im. Em rồi 10 triệu bác nha. Bác cố gắng nghe. Cảm ơn cô bác, các anh chị cho gần trăm nước ngoài nước giúp đỡ cho gia đình, cho cháu đi học. Cảm ơn hết. Ừ. Cảm ơn chú Hải luôn. Ước mơ là để cho hai cháu của bác đi học như vậy là con cũng rất là mừng rồi đó. À, xưa thì mà mình mong là được đi học lại được rồi. Đứa đi học và mừng lắm rồi. Sao bé con học được học sinh gì con? Được học sinh gì? Bởi bữa nay chưa có. Nó lấy hồi kỳ 1 nó học hình như là tiếng Việt phải điểm toán được có điểm. Thầy thấy kỳ 1. Ồ phải ha. Hai bé này nếu mà không được cô bác anh chị chia sẻ giúp đỡ thì không biết giờ là bé chắc cũng không có đi học được đi học đâu quý vị. Cảm ơn mong này, là cô bác. Được cô bác anh chị giúp đỡ nhiều. Tâm nước là nước. Nói đi mình. Con không biết nói. Nói đi đang không biết nói. Bé nói hay nè. Bé nói đi bé. Ôi cháu mắc cỡ gì ta? Nó thích thời nó nói được rồi nó không nó ngại vậy đó. Coi chú Hải đi máy bay hắn cười no luôn. Yeah. Dồn đỏ. Ở trong đó có thấy không ta? Dạ thấy chứ. Thấy ngồi này không? Dạ thấy. Thấy không? Dạ thấy. Con có đi Sài Gòn về bắt bữa trên máy bay đây cũng coi nữa rồi về cũng coi rồi đi nhà hòn cũng coi luôn. Dạ. Yeah. Vậy là mấy mấy bà cháu cũng theo dõi con suốt á hả? À. Trời ơi vậy hả, cũng có khán giả này nữa luôn đây chứ. Thì tại vì thấy cậu hay thì không coi ăn được. Lâu lâu cũng nhớ chứ. Dạ. Yeah. Nghĩ còn hơn anh em hơn con nữa không nhớ. Dạ. Yeah. Tội bác quá quý vị ơi. Bác gần đây bác có nhiều tâm sự mà về gia đình đó quý vị, về con cháu này kia đó, bác cũng có tâm sự với Hải nhưng mà trên này thì không tiện lắm quý vị ha. Bác gì mà có lúc nào mà bác buồn thì bác nói chuyện với con ha. Chứ còn bây giờ quý vị bệnh đâu chắc ở đây chết ông nó đi chứ, người ta bù tới chứ ở đây chắc chết chết chứ không nổi, bệnh quá không ngày ăn không được. Thôi, bây giờ tưởng như là mình giả đau vậy khổ vậy ở trong nó mà. Thay ở đây chỉ có nhờ cậu Hải với lại khắp gần cho ai chứ không chết. Nhưng mà giờ mà rủi cậu Hải không giúp đỡ nữa là thôi chết chứ không có nhờ. Bệnh quặn mà biết họ nghĩ nhưng mình giờ đau vậy. Tôi bệnh hậu, bệnh lâu lắm. Hồi ở trong nó cũng rì á, run. Giờ cũng lại mình run, tôi sợ bướu, tôi lại đang run tay run chân. Đâu có lòm được gì. Bác năm nay cũng lớn tuổi rồi mà. Bác năm nay là 63. Rung tay rung chân vậy đó. Hai đứa ở nhà bữa chung chùa bưng đồ cúng thưa cô cái thôi bà đừng bưng rung quấn rủi đổ tái mà để cho đệ tử khóc bưng. Dạ. Bữa có chung chùa cúng linh. Trời ơi tội quá. Vì ở đây bác cũng lớn tuổi rồi quý vị. Giờ là chăm hai cháu đang tuổi ăn tuổi học rồi quý vị ơi. Bởi vì quý vị cũng biết rằng là ba mẹ cháu là giờ không có lo được rồi, đang nợ nần giang hồ cũng đang tìm kiếm nên là cũng rất là khó khăn. Tội nghiệp nhất là hai đứa trẻ đang giống như là một côi cả cha lẫn mẹ vậy quý vị. Ta chắc dạy cho bệnh ba ngày nằm ở trong đó, người dân họ trả tới họ đút chỗ đút cơm ruông nằm họ đút chỗ đâu chứ đã chết chết thôi cậu ơi, thôi buồn lắm. Bác ơi đây con này bánh cho hai con nè. Cảm ơn. Làm cá con. Với lại đây con có chai dầu này nữa này, có dầu xanh này, một cô ở bên Mỹ gửi dầu xanh dầu và dầu miên luôn. Bánh như ngày ăn được nè. Cái dầu nó bắt bắt bánh nữa không?
Cái này bóc mỡ không? Biết. Chặt xuống á là vặn ra. Dạ. Biết, cảm ơn. Bóc mỡ thì mỡ ra luôn đi chứ không về cái này dầu nên biết mỡ rồi đem quăng. Cảm ơn nó cô nồi cho dầu, cảm ơn nha cả. Dạ dạ. Không được đúng không? Đi con mở cho. Mày không chỉ các bạn cái nắp này thì người mà không quen mở là cũng đây cho giàu mừng lắm. Dạ đây này, đó cho giàu đi, bắt vặn, bắt chặn xuống, mình mở quay ngược ra. Cảm ơn. Bắt mở đi, bắt mở đi. Chạy nồi cho giàu thì em cũng đời, biết là à, em cảm ơn nha. Dạ, dạ. Về trên đài là tốt lắm. Nhà xe giàu kinh lắm. Dạ, dạ. Mua nhuyễn đường á, giờ lên hai mấy ngàn chơi rồi. Con gửi cho bác này cái này xăm rồi bác đem bác nấu nước uống cho khỏe hỉ. Cảm ơn. Nấu nước. Dạ nấu nước uống. Nấu lần nhiều ít cậu. Nấu lần có lẽ là ví dụ như một lần bác nấu là cũng hai lít nước có nấu khoảng một nắm luôn này ha. Dạ, xăm đợt đi lòm về thấy rồi. Dạ. ăn chuối đi chứ hả? Dạ. Ăn chuối rồi chắc nở về cho cháu, sợ vì bữa chú lùng ngon quá trời tới bự bự. Dạ. Được bãi tốn lại chú buồn chuối. Giờ đừng có buồn chú chứ, chú dạ. Mất. Sợ bánh đi bánh gì, không biết bánh gì. Đó, thấy bánh rồi đó. Để lên bàn thờ thắp nhang đi. Cảm ơn đỏa, rồi để bàn thờ thắp nhang. Này chắc để lên thắp nhang. Bái vào đây thì có da có thịt nè, cao nè, nhưng mà cu thì hơi ốm, mà đứa nào cũng cao. Thằng này ốm. Chỉ anh cô chứ không ốm. Dạ. Chập nhớ thấy không quay nữa. Dạ dạ. Ừ, cậu hả có gặp con bé hả? Dạ không, lâu đi con ít gặp. Nhờ trong nó mó cũng bị Covid thích tân đi cách ly mới về. Dạ. Ở đây bác bị chưa? Bị rồi. Bác cũng bị Covid rồi hả? Bị rồi hết đấy. Nhờ cũng bị hết. Cô bị chưa? Bị luôn. Bị luôn hết trơn luôn à? Hết trơn luôn á. Trời ơi. Mới chết mũi ba chưa chết đây. Dạ. Con chết mũi một. Còn thằng này chết mũi một rồi. Dạ. Cô ngủ không biết cái trước mình có bà con dòng họ gì không chú hả? Dạ. Không biết sao á, bấm nó thiệt. Thiệt tình mà bấm nó luôn. Lâu không thấy nhớ lắm, thiệt luôn á. Dạ dạ. Chị em dòng họ bà con không nhớ, mình nhớ chú mới ngủ chứ. Tôi nói chắc cái trước mình cũng có bà con dòng họ gì. Bà con á. Hả? Thiệt chứ mấy trai chuyển ở đâu tôi có biết đâu. Còn cái nhà kia tội quá mà vợ túi rồi không à. Tôi dẫn cô cua cậy giúp đỡ họ cái con nó nằm chỗ à con. Quả chờ bỏ mơ giúp đỡ bỏ thử cái trò mấy tuổi rồi mà 30 tuổi rồi đem tay vào vô bỏ trong đầu giường đại là bởi bịch thuốc uống một lần một bịch uống thuốc miết rồi đó bác hà uống miết rồi đó họ nó đang cự uống thuốc mà tôi không nhờ thuốc tôi cháy. Thôi uống cái sâm này vô cho nó con ăn đậu với mà bữa nào vô tôi gửi bột giờ không có bột gửi này chú bác. Chú Hải ăn chuối đi. Dạ dạ để đó con chuối hả chú đi nhờ bác Hải hả à, nhờ chú nhờ ăn ngon lắm ăn thử con ngọc để tí này con ăn luôn quay xong rồi cho con ăn con nói không được hả để tí này con quay xong rồi con ăn với con ăn con nói không được đang đi dẫn cua chú kể giúp yeah. Họ nó cậu cua coi được giúp à, họ cái hoàn cảnh nào mà bác nói với con bữa trước á hả tội khổ lắm à tội lắm bà lần bò mà cua đã chặt mớ củi trở về chụp nó hoàn cảnh là sao bác hả hoàn cảnh là sao cái thằng cái đứa con như nằm chỗ à nằm chỗ mà bây giờ bỏ trong chỗ cho hắn nằm cho khỏi mưa khỏi dột thôi dạ tội lắm trời ơi đó à chứ nói tôi cũng ngại lắm cậu giúp tôi rồi mà tôi còn giúp người khác tôi ngại lắm đó dạ. Không phải nó nhưng mà cậu coi được thì cậu giúp dạ yeah. Thì để con có bác qua thì đây đi qua giúp hoàn cảnh đi qua hoàn cảnh nào mà bác nói với con đó gần đường hả nói chung là chắc hôm nay mới có duyên bác nói với con là cũng 4-5 lần rồi đó gần đường luôn hả đi bộ có được hả bác đâu bên đường bên đó mà bên đó luôn hả bên đường lộ á ôi vậy hả gần cái quán mà chú mua bánh đi chúng chủ dạ. Đây rồi nó để con đi với bác giúp đỡ họ tội quá ý là bác có nói là có một cái hoàn cảnh nào đó quý vị cũng rất là khó khăn đó bác nhờ hãy tới chia sẻ giúp giùm đây bây giờ hãy đi lên thăm thử là như thế nào hai con đi theo không không ở đây chị để mình bác đây chở bác đi nha ở nhà đóng cửa tôi gò ngay ở đây với cậu hãy chở đây đi họ ở đây nè dạ này lo học hay chưa con trời ơi mày đi vòng cao dữ rồi mày lo cái gì vậy bảo hết cô đem về ngay thôi ơi, lấy một nãy thôi bác ơi thôi không ăn đem hết về còn nhờ bác có còn nữa không mà bác cho còn, bác hết trơn nữa còn
Nó còn còn ơn nghe. Mà thôi lấy nãy thôi chứ con không lấy nhiều đâu. Vì thôi. Vì sao nhà con không ít ăn chuối lắm. Tao chẳng ăn. Không ít ăn lắm, ít ăn lắm. Để nó đi. Lấy con lấy nãy do vui về con vui của bác đó mà. Không ăn té nồ hết. Cái rộng ra chứ cày lắm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Đây là hoàn cảnh của ba bà cháu sống trong chuồng gà đây quý vị ơi. Hải cũng có từng là chia sẻ cách đây cũng hơn một năm về trước. Thiệt của ba bà cháu rất là đáng thương. Bé cái tên mấy lái chưa? Dạ đó đó, cái này luôn để lên lên áo bác. Thiệt của này. Dạ. Để quên. Ơ chú Hải về nghe chưa? Rồi cảm ơn. À rồi. Đám thử là ở Goan ha.